Lâu nay ít thấy vụ chia tay đòi quà nào ừ nhỉ trên mạng xã hội, khiến dân mạng lầm tưởng các cặp đôi đã ngộ ra chân lý. Khi yêu chân thành, dẫu chia tay thì vẫn văn minh, lịch sự và tôn trọng đối phương, không lôi nhau đi bóc phốt nữa. Nhưng rất tiếc, vừa mới đây, lại có một cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về việc chia tay bạn trai sắp cưới, bị đòi lại quà và thậm chí là cả tiền chụp ảnh cưới. Cụ thể, cô nàng tên Ca, bờ đến từ Cà Mau, hiện đang sống tại Sài Gòn cho hay, cô và bạn trai tên N. N sau một thời gian yêu đương, tìm hiểu đã quyết định sẽ về chung một nhà. Hai bên gia đình đã gặp mặt để bàn chuyện trăm năm chơi đôi trẻ. Cách đây hơn 2 tháng, cô gái trẻ và chồng sắp cưới đi chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, chuyện cưới xin của họ không thể xuôi chèo mát mái, cả hai chia tay sau ngày chụp ảnh cưới không bao lâu vì nhiều mâu thuẫn. Nữ chính trong câu chuyện Trinh và bạn trai sắp cưới đã chụp ảnh cưới tại Đà Lạt. Điều đáng nói là, cặp đôi này không chia tay trong êm đẹp, cô nàng Ca Bơ đã vô cùng bức xúc bởi hậu chia tay chưa được bao lâu, cô bị bạn trai sắp cưới nhắn tin đòi lại quà. Những tưởng tình huống dở khóc dở cười này chỉ gặp đâu đó trên mạng xã hội, nhưng cô gái quê Cà Mau không ngờ nó lại xảy đến với chính mình. Cá Bơ kể, sau khi hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới xin, tụi mình lên Đà Lạt chụp hình cưới. Chi phí hết tổng 25 triệu, bao gồm cả tiền chụp ảnh và ăn uống, đi chơi. Chồng sắp cưới thì quý chia ra 15 triệu, còn mình bỏ thêm 10 triệu. Không may sau đó hai đứa chia tay, anh ta nhiều lần năm nỉ quay lại không được thì quay ra đòi quà, đòi chi tiền chụp ảnh cưới 50-50, mình phải đưa thêm cho anh ta 7 triệu mới đủ. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn đòi lại chiếc nhẫn tặng lúc cầu hôn với đầy đủ giấy tờ để bán cho được giá, quà cáp cũng muốn lấy bằng hết dù mình đã dùng rồi. Hậu chia tay bị đòi tiền chụp ảnh cưới, Ca Bơ bức xúc bóc phốt bạn trai cũng là kẻ ăn bám trơ trẽn. Theo đó, ban đầu cô gái trẻ dự định sẽ trả lại tất cả quà cáp, tiền bạc để chấm dứt hẳn, không dây dưa với anh bạn trai cũ nhỏ nhen, tính toán. Tuy nhiên, sau đó Ca Bơ cho hay cô cảm thấy không nhất thiết phải đối xử tử tế với một kẻ không ra gì. Trước màn đòi quà trơ trẽn của bạn trai cũ, nữ chính quyết định không trả cho bỏ ghét. Cô cho hay, ban đầu mình cũng gọi anh ta muốn đòi lại gì để trả cho bằng hết, bao gồm nhẫn, 5 triệu bù thêm vào số tiền chụp ảnh cưới, nhưng sau nghĩ lại mình thấy không cần phải đàng hoàng, song phẳng với một kẻ bám giấy phụ nữ. Chụp ảnh cưới thì mình bỏ ra 10 triệu là đủ một nửa cho anh bơn rồi, chi phí 25 triệu với anh ta ăn chơi thì tự mà chịu. Chưa kể trước đây khi yêu, đi du lịch cùng nhau bằng tiền của mình, rồi giày hiệu, nước hoa của mình anh ta dùng, xe mình anh ta lấy chạy, giờ chia tay đòi đủ thứ, ức quá. Dù không muốn bôi xấu người cũ, bởi vẫn biết xấu chàng thì hổ ai, nhưng vì bức xúc bởi hành động trở mặt một cách vô tư của N. N. Cá Bơ quyết định đăng lên mạng sự việc để giải tỏa. Câu chuyện tưởng như đùa của Ca Bơ thu hút nhiều sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc anh chàng đòi lại tiền chụp ảnh quả đúng là nhỏ nhen, keo kiệt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cũng tò mò về lý do chia tay dù đã định ngày cưới, chụp ảnh cưới của cặp đôi này. Bởi biết đâu, anh chàng kia gì bị cắm sừng, hay chia tay trong ấn ức nên mới tức tối, quay ra trả thù như vậy. Chân dung chàng trai vàng trong làng đòi quà hậu chia tay. Để giải tỏa thắc mắc của dân mạng, nữ chính không ngần ngại chia sẻ, đúng mình là người chia tay, dù con gái đã tính chuyện trăm năm, chụp ảnh rình rang mà hủy hôn thì thiệt thòi hơn cả. Mình yêu anh ta thật lòng, cũng mặn nồng lắm mới kết hôn chứ. Nhưng khi chụp ảnh cưới rồi, đã định ngày lành tháng tốt, anh ta về nhà mình ở thì mới phát hiện ra anh ta nghiện chất kích thích, hút cỏ thường xuyên. Lúc yêu mình không hề hay biết, sau này nghe em trai anh ta kể lại mới biết, mình khuyên nhủ bỏ dùng chất kích thích đi mãi không được. Thậm chí tiền mình đưa đi chợ anh ta cũng bớt xén làm quỷ đen. Mình còn hướng nghiệp, khuyên anh ta tu chí làm ăn nhưng chỉ thích ăn chơi, hưởng thụ. Thấy chán nản, tương lai mịt mờ quá mình mới quyết định hủy hôn. Hiện, câu chuyện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm cùng vô số gạt đá nhận về cho anh chàng nhỏ nhen, ích kỷ kia.